chào mọi người, hôm nay là sáng thứ bảy. Thì hai vợ chồng mình sẽ where are we going today, Bob? We're going to the organic food shop. Hai vợ chồng mình sẽ dẫn các bạn đi đến một cái tiệm mà họ bán đồ ăn hữu cơ, có nghĩa là đồ mà không có xài phân bón. Is it that they don't use fertilizers in those products or something? Yeah, a lot of the products are organic, not all of them, but yeah, they're like whole food shop. It's a whole food shop. Yeah. So you can buy them unpackaged. Anh nói là hầu hết những sản phẩm là đồ hữu cơ chứ không phải tất cả. Which is a bit different from Vietnam. Một ít sự khác biệt đối với Việt Nam á mấy bạn. Yo. Hôm nay là thứ bảy cho nên xe cộ cũng không có đông lắm. The traffic is not so busy on Saturday here, isn't it? It looks exactly like dryness, but đây là những cái xe Honda nhỏ chạy trên đường đó mấy bạn. I'm showing them the bike and stuff, but not many bikes in Australia like Vietnam. Anh nói là ở đây xe máy không nhiều như bên mình. Đó, cái nhà hàng Trung Hoa đó mấy bạn. Đây là bên trong tiệm mấy bạn ơi. Đó là chỗ thu ngân nha. Đây là bơ đậu phộng. Các loại pasta. Đây có các loại kẹo nè mấy bạn. Đó, bạn thấy giá không? 9 đồng 95. Kẹo này 9 đồng 95. Kẹo răng nè mấy bạn.
chồng mình đang mua cà phê bên đó. Đó họ có sẵn mấy gói vậy đó, mấy bạn cứ lấy cái lượng cần thiết sau đó bịch lại. Này mấy loại kẹo khác nữa, gian hàng này kẹo không. Ai mà thích kẹo chắc là thích cái này lắm ha. Mình thường thường không ăn nhiều kẹo lắm. Ở trên còn nữa nè. Đặc biệt cái licorice này á là một trong những loại kẹo mà tiêu biểu của nước Úc quý bạn. Do they have here, Bob? Wild rice. Is that the that's the brown rice? That's what we yeah, want. That's the brown rice. Okay. How much do you want? Đó là gạo lứt đó. Can get one kilo or two if you want. Đây là mấy loại gạo hay mấy bạn. Đây là mấy loại cà phê. Hình như mấy cái loại này, hai loại này là không có mạnh, còn mấy cái loại cà phê này nè là hương vị rất là đậm. Như đây có đường. Đường nâu. Đường trắng. Và qua bên đây lại là kẹo tiếp. Đó, cái loại kẹo licorice đó. À, hình như là nổi tiếng bên Úc đó mấy bạn. Lollipop kìa. Trên đây kẹo đào. Gummy bear. Qua tiếp bên đây kẹo đậu phộng đường. Các bạn hiểu đó, nó là chỉ bỏ những sản phẩm cùng giá với nhau á, chứ nếu khác giá thì không được bỏ vô trong một bịch đó, tại khi tính tiền thì nó sẽ bị rối á mấy bạn. Đây là sô cô la đó mấy bạn, ai hảo sô cô la không. Đủ loại hết. Đây là sô cô la với nho khô ở chính giữa. 12 đồng 95 ký. Sô cô la này 19 đồng 95. Đó, 18 đồng 95, 14 đồng 95. Sô cô la đậu phộng 12 đồng 95 một ký. Đây là những loại sô cô la khác nữa. Thấy không bạn, có thấy không, họ có ghi thành phần ở trong đó đó. Sô cô la gừng, mình chưa ăn loại đó bao giờ. Sô cô la với hạt macadamia đó mấy bạn, 42 đồng 95. Loại đó hình như mình thấy là mắc nhất ở trong cái tiệm này. Sô cô la với hạt almond. Sô cô la em và em.
Và ở bên đây là đủ các loại bột luôn ha mấy bạn ha. Các loại bột để làm bánh. Thì chất lượng của những sản phẩm ở đây là bảo đảm tươi ngon hơn ở siêu thị. Bên đây các bạn có thể thấy các loại hạt ha. Hộp điều khá siêu 31.95 một ký. Đó. Đây là hộp almonds 22.95 một ký. Walnut 26.95. Đậu phộng 6.95. Là máy ke ha, 50.95. Đây là các loại ngũ cốc để ăn sáng mấy bạn, và những cái loại mà để kèm theo á. Đây cũng là ngũ cốc luôn, có nhiều loại ha. Hồi nãy cô chủ tiệm thấy mình phim hỏi là mình có cần cái bảng giá của tất cả những sản phẩm không, nhưng mình nói không cần. Chắc cô tưởng đâu là mình đang phim các bạn. Nói các bạn thấy không, organic là hữu cơ đó. Nếu mà nó là organic thì họ sẽ ghi vô đó cho mình biết. Đây cũng là các loại bột tiếp. Tại mà để mình ăn vặt trong lúc uống trà hay gì đó. Đây thêm các loại hạt. What you get in here, Bob? À, cho mình em lấy thêm kẹo gừng. Đây bạn có thể thấy các loại đậu luôn. Có đậu nành soya bean đó. Các loại mứt đó mấy bạn. Mứt đu đủ nè. Khóm. Đây là một trong những món mà tụi mình rất thích ha. Kẹo gừng dẻo. Đây là các nguyên liệu mà để nấu ăn á. What salt? You're running now soon, I think. Đây các bạn, cái đó là muối của Himalaya rất tốt cho sức khỏe. Đây này cũng là những sản phẩm khác. Ok, cảm ơn các bạn vì đã xem video của tụi mình nha. Hy vọng là các bạn sẽ nhấn vào like và subscribe để ủng hộ tụi mình. Chúc một ngày vui vẻ. Bye.